MV là được rồi. Đúng rồi, nhiều khi hát dở mà cho MV. Ai à, nói ai hả? Mà thấy trên thang máy đi xuống là như rùm lum la. Đi thang máy vậy đó. Ôi giúp con có đang rảnh không? Nếu em rảnh thì anh chỉ đi. Tên là tiếng bay mình đi rồi. Vậy hả? Hay thiệt, bản lĩnh đâu mà xuất hiện như vậy. Nói gì được chứ em? Có nghĩa là, ủa? Gì vậy? Ủa, bây giờ là nói nhọc quá sao quen vậy? Trời ơi. Ủa? Là bước trên cầu thang xuống đó. Trên cầu thang xuống, ê nhóc con em đang dạy con. Ê nhóc con em đang dạy con. Sao? Em nói nghe nè, em là bà con của người mời anh tới đây. Nếu mà anh còn sỉ vả em ngay tại chương trình này thì anh biết anh rồi đó. Thả ra, dạ, thả nhiều nhiều đi. Thả ra. Thả ra. Thả ra. Bé ngốc, bé ngốc. Quốc Mi Lâm, Quốc Mi Lâm, Quốc Mi Lâm. Mà đã quýnh rồi. Quốc Thớ đây nè. Đâu, đừng quay lưng. Đừng quay lưng. Đừng quay lưng. Đừng quay lưng. Đâu, Quốc Thớ. Quốc Thớ. Quốc Thớ. Quốc Thớ. Quốc Thớ. Quốc Thớ. Ngồi dậy. Rồi, ngồi dậy. Thưa quý vị, chúng tôi sắm cái cây này để đặt bong bóng chứ không có cho hai nghệ sĩ nhào vô giật bong bóng. Đặt không tới. Em muốn phạt anh Dương Lâm đi lại đây. Con gái nhỏ bé mà anh hành hạ nó nguyên suốt một chương trình. Chết à, em. Thưa quý vị, tôi biết là Ngọc sẽ chọn cái nào. Bởi vì Lâm là có cái sai miệng rất là ok. Thôi rồi. Nào mà thật đó. Anh Dương Lâm Đồng Nai sẽ chinh phục ước mơ để mình. Anh có thể làm tơi mì ra cho em được không? Lâm, hồi nãy anh ăn cái kia một chút xíu thôi mà anh mắc ói á. Em ăn cái chanh vô. Rồi xong, rung tay. Trời ơi, con bé này rất là hay. Biết trên đầu có cái lỗ bỏ mì vô trụng liền đó. Rồi xong. Không, rung tay. Cho lại đi, cho lại đi. Không, em đã đổ trên đầu anh rồi em. Cái đầu anh phải cái sọt rác công cộng nha. Không phải. Mà cái gì em cũng đổ lên. À đây, 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 đây. Anh Dương Lâm Đồng Nai sẽ ăn mì ước mơ để mình. Ủa sao em đổ đầu anh vậy Ngọc? Đó, tự nhiên rung, em rung. Đang nói chuyện mày rung tay. Rồi, nó rung á, nó rung mà có phần cố ý nữa. Để rung mà rung trên đầu trên cổ người ta. Nè cái miệng ở đây, trong cái miệng mà dưới đây hết á. Cái miệng nằm ở dưới đây. Đốt trúng miệng với ăn. Đốt trúng miệng với ăn. Từ từ má. Ngọc ơi. Ê, đứng yên, anh không thấy hả? Đến hả họng rồi em làm. Ê. Đừng ở chồng em cười là cái cây nó rung ra. Trúng cái mũi, không có mũi để ăn mì hết á. Nè. Em đừng có cười. Con này nó hổn ghê luôn á nha. Lại. Quay ra ngoài. Ê. Anh chó Ngọc. Anh là chó cưng em hả? Anh là thú cưng em hả Ngọc? Phạt anh phải chịu chứ, đi qua bên kia. Từ từ. Nè. Quay ra ngoài, quay ra ngoài. Kéo lên, kéo lên trên. Chết, chết rồi đâu. Chết rồi đâu. Đây, còn dĩa cuối cùng. Đây, ai? Anh đi, anh trả thù. Làm bây giờ, mối tình định mệnh. Lạnh lẽo mà còn chua nữa. Thôi đó, cái... Nó hỉ ra một cục mì luôn. Dạ, vô ăn mì. Mày cũng có ngày hôm nay thôi gà chiến. Cái tay bóp bóng của em lại thắng rồi đó cưng. Anh từ từ anh, sao mà đừng có nhấp kiểu đó, con nhấp kiểu đó con giả nó không ăn được. Ăn đi dạ, nó bị rung á.
mì xào nấm. Ăn mì xào nấm không? Trời, đồng đội bị thua mà. Okay. Thôi đi ra đi. Từ ngày đó có cái lẩu để trên đầu là thua luôn tới giờ luôn. Đây là cặp tiên đồng ngọc nữ mà chương trình đang chờ đợi. Em hiện tại đang là quán quân chương trình Nhanh Như Chớp. À đúng rồi, đúng rồi. Đây là thành viên của đội quán quân, tức là đội vào tới trận cuối cùng. Và đây là thành viên của đội vào trận đầu tiên. Ngọc, cái thời mình còn học phổ thông thì mình học giỏi nhất là môn gì? Em học giỏi nhất là... Môn gì? Toán. Trời ơi, anh tính toán rất nhanh nhạy. 7 lần 6 nhiều. 7 lần 6 nhiều. 42. Chắc không? Em không biết. Đúng rồi, 7 lần 49. 9 lần 8 nhiều. Ê, nó nghe là thi đi. Thôi, không ấy mình đi thi đi, chứ tự nhiên mình trà lết đây, mình sỉ nhục nhau vậy. Ủa, hồi xưa đi học giỏi môn gì? Giỏi môn Anh Văn. Lâm nói một vài câu thử đi. Đúng cơ. Rồi. À, hello Mary, hello Bita. Bài rồi. Đầu tiên bài mở lòng quá. Cái unit one là hello unit Mary, one. Hello Peter đúng không? Peter, school teacher đó. Là có bài đó em học được duy nhất là không giờ em biết đọc gì nữa. Vậy sao mình nhận live stream sản phẩm nước ngoài được Lâm? Em lòng tiếng chị. Không. Bụng tét môi luôn á trời. Trời ơi, bụng tét môi luôn á. Nè, nghe này, nghe này. Ba người tên là Xuân, Hà, Thu trên một chiếc ghế. Hà không ngồi giữa là mới biết Hà nè. Xuân ngồi bên cạnh Hà thì là ngồi giữa rồi đó. Xuân ngồi giữa đâu? Thu ngồi kế bên. Kế bên ai? Kế bên của Xuân. Chính xác. Hiểu chưa, hiểu chưa? Cứ cho là em hiểu nha. Cái con này nó bắn em mạnh ghê, em thấy nó nè. Em thấy nó đang nhét đạn cho nè. Em thấy đổ đạn nó sột sột nè. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài nướng trong à? Ăn ngoài bỏ trong. Trong, ăn ngoài bỏ trong. Trả lời. Bắp dưa. Chuối. Kính thưa quý vị, tôi nói thiệt lòng, đứng trước hàng triệu khán giả hâm mộ, tôi xin lỗi vì câu vừa rồi tôi có nhắc lại Ngọc. Cái câu hỏi là bỏ ngoài nướng trong, anh nhắc hay là ăn ngoài anh bỏ trong vậy? Là gì? Thì tôi đọc hai lần, cái Ngọc nhìn tôi chỉ vô cái bắp chuối. Thức có nghĩa là gì? Đáp án là cháy bắp. Tôi. Đúng không? Bỏ, đúng không? Bỏ ngoài nướng trong. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong. À, bỏ ngoài nướng trong hả? Là bỏ cái vỏ. À, nướng trong nước. Nướng. Ăn ngoài là ăn cái hạt, bỏ cái cùi. Không, em ăn cùi. Em gặm gặm dưới quê rất là ngọt. Hút cái cùi. Cái nước, nước, nước chậu là em có nướng cái cùi. Là câu này sai đối với em. Câu này dễ nữa. Không có câu nào dễ đối với em thiệt sự nãy giờ. Đối vậy sao? Quán quân. Em không mua giải với mọi người ơi. Có một con trâu. Rồi. Đầu của nó thì hướng về phía mặt trời mọc. Nó quay sang trái 2 vòng và quay sang phải 1 vòng. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào? Xuống đất. Đất. Người ta trả lời trước. Không chính xác, trả lời lại. Cái đuôi nó trên trời. Không chính xác. Người ta đúng rồi. Ủa sao anh hỏi em chi vậy anh Giang? Anh không giữ quan điểm của anh. Con trâu nó quay cỡ nào thì cái đuôi vẫn đất thôi. Thì em biết rồi, anh hỏi chi em chỉ lên trời. Thì mỗi khi con trâu nó cũng vĩnh cái đuôi lên mỗi lần mà. Có. Nơi nào có đường xá nhưng không có xe cộ, có nhà ở nhưng không có người, có siêu thị công ty nhưng không có hàng hóa. Ấp phủ. Em. Em trước. Em cho. Đấy, đấy. Em cho lên vô bộ làm trả lời luôn. Âm phủ. Âm phủ. Vì sao? Nói đi em phân tích cho anh coi. Nơi nào có đường xá? Đường xá tức là ở dưới âm phủ có cái cầu Nại Hà đâu này nọ. Có đường mới bắt qua cầu. Đúng rồi, có đường mới bắt qua cầu. Nhưng không có xe cộ. Ở dưới người ta đi lướt 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 lướt. Không phải xe cộ. Có nhà ở nhưng không có người. Đúng rồi, là mình đôi đây mình đốt nhà xuống là có nhà dưới nhưng mà hồn không, không có ngự dưới. Đúng rồi. Có siêu thị công ty nhưng không có hàng hóa. Đó, siêu thị công ty ở đâu? Thì cái nhiều khi đốt siêu thị xuống luôn đó. Chính xác. Thiệt không anh?
Nếu chương trình này quay hình ở dưới. Thôi chưa em. Nói làm như là có xuống dưới tham quan rồi. Ghê quá. Đáp án là bản đồ. Sáng chiều gương mặt hiền hòa, giữa trưa bộ mặt chói lòa gắt gay. Đi đằng đông về đằng tây, hôm nào vắng mặt trời mây tối mù. Mặt trời. Đây giơ tay trước. người ta nhẹ nhàng thôi. Cái thời gian em nhảy lên là người ta đã giơ tay rồi. Trả lời. Mặt trời. Không chính xác, em có quyền trả lời. Không, em bị sai một em không. Em mặt trời. Hả? Mặt trời vẫn là em mặt trời bé con. Tức là em vẫn trả lời là mặt trời. Mặt trời. Người ta chính xác rồi thì em trả lời làm gì nữa? Thì anh hỏi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.